Đâu về đấy con? À. Đấy thanh niên lúc nãy là vừa mới đập cái modem đây nhá. Xin chào mọi người nhá. Hôm nay có khách hàng báo lên hệ thống là modem bị lỗi và chúng ta sẽ cùng di chuyển đến để kiểm tra xem đây là nó bị nguyên nhân như nào. Đối với cái thiết bị nó bị lỗi thì anh em khi đi ấy, là phải sử dụng đến một cái thiết bị gọi là thiết bị ứng cứu thông tin để chúng ta có thể thay thế cái thiết bị của nhà khách hàng trong cái trường hợp mà xấu nhất, như kiểu modem không lên nguồn hoặc là modem nó bị vấn đề này vấn đề kia, thì chúng ta sẽ có cái thiết bị để có thể thay thế luôn cho khách hàng. Modem lỗi thì nó cũng có rất nhiều những nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng modem bị lỗi. Ví dụ nó cũng có thể là cái cục nguồn của modem nó bị cháy thôi, hoặc là bản thân modem nó cũng bị cháy, hoặc là trong quá trình sử dụng ta làm rơi vỡ. Đây là những cái trường hợp mà nó hay bị dẫn đến cái tình trạng thiết bị. Khi mà các bạn sử dụng dịch vụ Viettel nhé, mà modem nó bị lỗi thì trong quá trình đổi thì không phải mất phí gì cả, không phải mất phí của thiết bị, trừ những trường hợp mà anh em muốn là đổi thiết bị mới, hoàn toàn mới, chúng ta có thể tích bán ở trên hệ thống. Đối với thiết bị 2 băng tần tích bán ở trên hệ thống là 300.000 một thiết bị. Còn thiết bị 1 băng tần thì là 200.000, nhưng mà bây giờ thiết bị 1 băng tần thì không còn sử dụng phổ biến nữa, cho nên là bắt buộc sử dụng thiết bị 2 băng tần, và thiết bị 2 băng tần thì là 300.000. Một số anh em thì có hỏi là nếu mà muốn đổi bây giờ mà muốn đổi thiết bị 2 băng tần chả thì cái điều kiện như nào. Điều kiện đầu tiên là anh em phải sử dụng dịch vụ Viettel là trên 5 năm nhé. Trên 5 năm thì mới được đổi thiết bị 2 băng tần miễn phí. Còn nếu mà hỏng hóc thì anh em nhà mạng đến để kiểm tra ấy, thì rất có thể anh em có thiết bị 1 băng tần hoặc là 2, một trong hai. Đấy. Nhà nào may mắn thì được thay được thiết bị 2 băng tần, còn không thì vẫn là thiết bị 1 băng tần. Không biết có ai ở nhà không nữa. Anh à, em vào thay cho cái wifi. Ô thích. Không thấy cây cam kia đâu rồi? Cái cam đây nó hồi trẻ con nó bắn vỡ nó. Nó không. Gỡ nó mang đi đâu rồi à? Thằng cỏ nó bị tháo nó ấy đi rơi xuống đi. Ây. Thế thằng cỏ đâu? Anh đi bộ đội à? Lên đường. Nhưng cái wifi có còn nữa không anh? Còn. Anh mới lấy tivi này à? Tivi lấy trước chứ, lấy cho cái. Bây giờ cái mắt kia là phải mua như vậy em nhỉ? Mắt cam gì ạ? Mắt cam. Vâng. Nhưng mà nó tháo mất rồi à? Nó làm mất, nó mất, làm mất rồi à? Bán vỡ đi xong là tháo mất. Ừ rồi. Ê.
Thế thằng con nhà anh tháo xuống à? Hay là bọn trẻ con? Bọn trẻ con hay bọn trẻ trâu ấy. Ê, tức nhỉ. Nhân thì xuống mà đào bán giỏi này. Cái lúc nào anh cắm ở đâu nhỉ? Cắm thế đợt này anh vừa mới về à? Về à, em chưa đi làm hả anh? À, anh làm trên Hà Nội à? Trước trong năm làm Hải Dương. À, tháng năm này đi gần là Thái Lan chưa? Đi Thái Lan anh? Không, đi gần đấy. À, giáp Lào. À. Hôm trước tiền wifi với mật khẩu anh đặt như nào nhỉ? Mật khẩu từ 2 đến 9. Còn cái tiền wifi anh? Tiền wifi cũng bùi dương bùi. Từ 2 đến 9 à? Mà à. Ở dưới này đi bộ đội nhiều không anh? Dưới này có mỗi thằng cháu ngoài này thôi. À. Làng mỗi. À nhưng mà. Xã công viên một làng này có 1.000 đứa. À. Ít nhỉ? Ở trên bọn em nhiều lắm. Mấy đứa? Mấy ngày Tết cuối cùng hát hò cùng không có thôi chịu. À thế anh không gọi á? Gọi rồi mà chắc chặt tên không nghe.
Thế mất từ trong Tết rồi anh? Mất từ mai 6 giờ. Thế không gọi? Gọi mà lúc về gọi đến sát Tết của anh Tiến không. Mất thế thành ra mất lâu lắm rồi nhỉ? Mai ra Tết con bé nó đi cháy. À. Cháy mình nhớ số của chú. Gọi. Thế hôm qua ông kia thấy nhắn tin cho em bảo là mật khẩu thứ 2 đến 9 hả anh? Tự nhiên lại nháy nháy như này nhỉ. Okay.
làm bỏ nhà trẻ con mình lắm. Thay thì nó để cho không thấy là nó phá. Anh thử vào xem được chưa? Vào mặt. Vào được chưa anh? Anh phải kết nối lại cơ. Hay là sai mật khẩu so với đợt trước. Em mượn nào. Đã kết nối. Vừa mới thay xong cái wifi anh em ạ. Nguyên nhân là thằng con ở nhà là không biết nó giận cái gì ấy, thế là nó đập mất cái wifi đây. Thế là hỏng từ hôm 26 27 Tết rồi đấy. Mà hôm nay hôm qua là khách hàng mới gọi cho khách hàng mới nhắn tin bảo là wifi nó bị hỏng. Mới qua mới đổi cho thành ra mất mười mấy ngày rồi. Nó làm sao đấy ạ? Không có điện vào á? Dạ. Lấy à? Nó lấy bất cái đâu cắm không? Đang định đuổi bố cam mới coi đang khâu cam mới rớm à, bây giờ chứa đang bây giờ.
Mấy cái đúng thì bệnh cổ đình bác ạ. Bệnh cổ đình bác ạ. Bác ở đây hảo chuyên lên khả năng vai này ạ. Đây là chuyên minh trôn. Đây chuyên minh trôn. Chuyên minh trôn chẳng hạn. Chuyện quen thế ạ. Hay cái mặt lên đấy sau ngọ kia mà. Thế mình cái này là ước có nha này. Đây ạ, hảo lắp đăng lòng nào. Đăng cho mình khả năng đối với kỳ vật hảo hả. Lắp bậc khả năng khẩu đó. Cái này cái bạc đấy à. Bạn luyện bữa nào mưa này. Cái này cổ đình gì đó này bác ơi. Mày cái này bác phải đỡ cổ đình nhá thì sao cái sau này bác nó hỏng phát. Cái nó bắt bớ cho mơm thì Huế cũng ố cặm mất lắm. Xuân mày điện thoại lắm. Cái cam không khô này đó, cứ rác có bán ghi đó. Mấy hồng ngò lại, chích chết lại mới hết tất cả.
có mơ kính à? Mơ kính hào có cái tác mơ kính này. Có cái đấy. À, nhau là ý mơ ở mơ kể à? Vâng. Mày mấy mơ không? Cứ mơ mà mỏi quá. Cái mắt này đúng với cái mắt thì thật. No, cái này sao vai máy vàng đang nó nó hào quá quay lên nữa mà. Đấy. Bấm phát chiến mà chị. Rồi. Thì cứ nói chung là cái chấm này là quay. Mình điều chỉnh mình đi vào. Vâng, đấy. Không là sao máy vai không? Trần Linh ép nó làm mà. Nó nở ngỏ ăn hết rồi mà. Đi quả. Nó xay à. Bác cái đỡ cố định kéo dài thế nhỉ anh mà. Đây, bạn đợi tin nhắn mà ăn hết được rồi. Hai chị nếu mà quý vị chưa nếu mà đậm mấy bảy nghìn, mất leo dừa thế nhỉ? Đấy, nên là nhiều hơn. Nó còn tiền mà xả vai đi mà khó nó bị bắt cái cột đấy nè. Vâng. Đợt lòng này là đẹp hay lòng từ nét hết chưa được. Vâng, cái này là nét mà cam nó cam là nét mà đấy nó ngồi đấy. Hóa hồng ngọ ca nè. Nó rồi xuân đi đã hay. Câu nữa nó còn nó câu cái câu nó cứ nó cứ đang lên lõa của ban ghi này nó. Nào bác phải ký bên đây này. Bác ký vào cái ba chậm nó, nó. Xong bác phải ký vào cái xe nhớ này. Phải ký vào cái xe nhớ mẹ ăn. Còn bác mà lưu đậm mấy á. Thế là luôn rồi. Hay cái án này nó bác phải ký vào nó. Nó có nó. Vâng, đang tua lại nó. Vâng. Tình ý cũng là quả áo mắt thì tươi là gì. Vâng. Vâng, xuống đây xì xa. Đâu về đây cò? Thành niên lúc nãy là vừa mới đập cái modem đây nhá ạ. Chắc nó đưa bộ đội về rồi.